Amen. Amen. Hey, Platz tất cả chúng ta cùng nhau an toàn. Hey, wer von euch hat in den letzten Tagen eine gute Zeit gehabt? Ở trong chúng ta ai trong thời gian qua có những thì giờ thật là tuyệt vời nhất? so früh Hey, unser Gott ist so gut, oder? Bởi vì Chúa của chúng ta là đứng tốt lành, phải không à? Ich stehe hier und ich bin eigentlich körperlich voll am Ende. Hey, aber mein Herz voll von Freude. Voll erfüllt von Gott. Hey, weil wir so eine schöne, krasse Zeit hatten, gemeinsam Gott angebetet haben. Bởi vì trong thời gian qua chúng ta có một thời gian thật là tuyệt vời để thờ phượng Ngài. Und ich habe einmal gesagt, für mich gibt es nichts schöneres als in der Gegenwart Gottes zu sein. Bởi vì chính đời sống của Hiếu cũng nói rằng không có điều gì tốt hơn là được ở trong sự hiện diện của Chúa. In gemeinsam mit den Geschwistern mit den Freunden anzubeten. Thì giờ được cùng nhau thờ phượng Ngài. Und das ist der Vorgeschmack auf dem was im Himmel noch passieren wird. Đó chính là một cái bước tiến để chúng ta sống như Ngài thiên đàng ở dưới đất này. Aber wir dürfen heute anfangen den Himmel auf Erden zu leben. Từ ngày hôm nay chúng ta được bắt đầu sống một cuộc sống thiên đàng ở trên đất. weil das ist es so gut dass wir einander haben dass wir unseren Gott haben. Bởi vậy đó là điều tuyệt vời cho đời sống của chúng ta, chúng ta có nhau và có Chúa. alle Möglichkeiten die wir haben um gemeinsam zusammenzukommen und um diesen einen Gott anzubeten. Chúng ta có cơ hội để cùng nhau nhóm lại đây để thờ phượng Ngài. der eine Gott dem alles gebührt. Thờ phượng một đấng mà xứng đáng nhận sự vinh hiển. denn so groß ist

Và chúng ta vui mừng bởi cớ danh Ngài. Und wir dürfen seine Kinder sein. Và chúng ta được làm con của Ngài. ist das größte Privileg, was du heute haben darfst. Đó là ân điển thật là tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay. Herr, als wir uns vor einigen Monaten zusammengesetzt haben, um diese Teencon zu planen. Um, trong thời gian qua chúng cháu cũng có thời gian rất là dài để chuẩn bị cho kỳ trại này. Und natürlich ist eins der größten Fragen, welches Thema machen wir? Và lúc đấy thì chúng cháu cũng và đã suy nghĩ để chuẩn bị cho một cái chủ đề. Hey, wir haben uns Zeit genommen, dass jeder einzeln dafür betet. Chúng cháu cũng đã dành thì giờ để chúng ta cháu có thời gian cầu nguyện riêng tư với Chúa. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns die Zeit nehmen, jeder betet persönlich zu Gott. Lúc đấy chúng cháu bảo với nhau rằng là mỗi người hãy cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Und zu schauen einfach welchen Eindruck Gott einem ins Herz legt. Um zu schauen welchen Eindruck Gott ins Herz legt để tìm kiếm ý của Chúa ở trong lòng của mình. Hey, dann haben wir uns noch mal zusammengesetzt. Và khi đấy chúng cháu mới ngồi lại với nhau. Und dann hat jeder davon erzählt, was Gott in ihr Herz gelegt welches Thema wir ansprechen wollen. Thì lúc đấy Chúa đã bày tỏ cho chúng cháu những ý tưởng mà Chúa muốn dạy chúng cháu. Hey, wir durften sehen, dass Gott jeden das gleiche Thema ins Herz gelegt hat. Và lúc đấy thì cháu biết rằng là Chúa đã đặt ở trong lòng của chúng cháu những ý tưởng. Und wir hatten alle das gleiche Thema, die, die gleichen Dinge, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Und das ist der Vers in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Himmelreich. Und dann wird euch alles andere... Und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Hey, was ist das für ein krasses Versprechen von Gott, oder? Und das ist das, was Gott uns ins Herz gelegt hat. Denn in einer Zeit wie diese, wo so viele Sorgen, so viele Ängste existieren, und es passiert so viel auf dieser Welt, và xảy ra rất là nhiều điều trong thế gian này. Und ich glaube, wir gehen von einer Zeit in die nächste, von einer Krise in die nächste. Chúng ta đã sống ở trong một cuộc sống ngày hôm nay có những sự chiến tranh này đến sự chiến tranh khác đã xảy ra. Und ich glaube, es ist fast nur menschlich, wenn wir Ängste haben, Sorgen haben. Nhưng mà khi chúng ta để cái xác thịt của chúng ta sống thì chúng ta sẽ có những sự sợ hãi, Dinge, von denen wir nicht mal ansatzweise gedacht hätten, dass sie irgendwie passieren können. Có những điều xảy ra mà không bao giờ mình có thể tưởng tượng hoặc suy nghĩ trước được. Nhưng mà những điều đã xảy ra ở ngay trước mắt mình. Die Pandemie, die Kriege. những sự chiến tranh hoặc là dịch lệ đã xảy ra. plötzlich irgendwie direkt da bei uns. Và sự đấy nó đã đến ở trước mặt mình. Hey und deswegen ist es so wichtig, was Gott dazu sagt. Nhưng mà uh, quan trọng đó là lời hứa của Chúa đã hứa cho mình. Zu verstehen, dass trotz der, ganzen Dinge, die passieren. chúng ta hiểu rằng tất cả những điều ngày hôm nay đã xảy ra. Das ist, all, das ist alles passiert, aber wir eine möglich, Möglichkeit haben. Nhưng mà chúng ta có một chương trình của Chúa. Um ein Leben zu leben, was dennoch in Fülle mit Gott passiert. Đó là một đời sống sống theo thánh ý của Ngài. Und deswegen hat Gott uns genau diesen, ähm, dieses Thema ins Herz gelegt. Và đó chính là chủ đề mà Chúa đã đặt ở trong lòng của chúng cháu. Und wir durften letzten Tag schon so viele ähm, Predigten darüber hören. Những ngày qua chúng ta cũng nghe rất là nhiều bài chia sẻ. Und ich glaube, es war so eine starke Ermutigung, das nochmal zu hören, was Gott alles, äh, wer Gott eigentlich ist. Và đó cũng chính là sự khích lệ lớn lao trong mỗi đời sống của chúng ta để chúng ta nghe lời của Ngài. Ist ist, dich ruft. Đó là Chúa kêu gọi chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta ngay ở trong thịt. Und der Gott, der dir Frieden schenken möchte, der Gott, der dein Versorger ist, trotz allem, was passiert. Hey, ich möchte heute jetzt einfach noch mal auf diese Bibelstelle kurz eingehen. Und wenn wir den, uns den Kontext dieser Bibelstelle anschauen, und dann wissen wir, dass diese Bibelstelle ähm, aus der Bergpredigt ist. Đó là sự chia sẻ ở trên núi của Chúa Giêsu một bài chia sẻ ở trên núi. Und in dem Kontext geht es um das Thema Sorgen. Và bài chia sẻ này nói về sự lo lắng. Hey, wer von euch hatte oder hat Sorgen gehabt oder hat Sorgen? Ở trong đời sống của chúng ta đã ai có những sự lo lắng nào chưa? Irgendjemand? Wahrscheinlich jeder hatte schon mal irgendwie Sorgen oder hat vielleicht sogar aktuell Sorgen oder hey, Es ist eigentlich voll schwer überhaupt keine Sorgen zu haben. Und vor allem wahrscheinlich die jüngere, jüngere vor allem, die jüngere Generation sich die Frage zu stellen: Was mache ich nach der Schule? Was mache ich nach der Ausbildung? Khi mình học nghề xong mình thì đi làm ở đâu? Và những ngày tương lai của mình như thế nào? Bởi vì chúng ta biết rằng ở trong thế gian ngày hôm nay không có điều gì là chắc chắn cho chúng ta. Weil wie gesagt heute Dinge passieren von denen wir dachten, die sind so Bởi những sự ngày hôm nay xảy ra ngày trước mình nghĩ rằng là

Und ich möchte das jetzt heute nicht vorlesen, aber ihr könnt das gerne nachlesen, wenn ihr wollt. Und wenn wir da lesen, dann sehen wir, dass Jesus in dieser einen kleinen Stelle, von ungefähr fast knapp zehn Verse, dass er mehrmals sagt: Mach dir keine Sorgen. Sorg dich nicht. Hey, und was wir in der Bibel verstehen dürfen, ist, wenn etwas mehrfach wiederholt wird. Dann wird es eine Wichtigkeit haben. Und in diesem Bibelstelle wird mehrmals gesagt, Sorgt dich nicht, mach dir keine Sorgen. Ich möchte den Vers 25 vorlesen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Vậy nên ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn, đồ ăn uống cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn đồ hơn quần áo sao. Hey, ich finde dieses Thema Sorgen ist immer so ein Thema, worüber man vielleicht leichter reden kann, als man es eigentlich als es eigentlich ist, oder? Bởi vì cái, cái sự lo lắng này á, mình cứ nghĩ nó rất là đơn giản nhưng mà thực tế là nó rất là phức tạp. Herr, aber lass uns uns mal die Frage stellen, warum Jesus überhaupt sagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Hey, weil ich glaube daran, dass diese Sorgen an sich, die du in deinem Leben hast, oder du musst dir mal die Frage stellen, haben deine Sorgen schon mal irgendwas zum Guten gewandelt? mình cũng phải suy nghĩ và đặt ra câu hỏi là những sự lo lắng này nó có làm được cho mình những điều tốt hơn không? Haben Sorgen schon mal irgendwie etwas Gutes hervorgebracht in deinem Leben? Sự lo lắng này có ban cho chúng ta một đời sống nó tốt hơn không? Hey, und ich glaube daran, wenn du dir diese Frage mal stellst, dann merkst du eigentlich, dass die Sorgen irgendwie nie zu etwas Gutem gebracht haben. Và khi chúng ta đặt ra câu hỏi đấy thì chúng ta sẽ có câu trả lời là những sự lo lắng này nó sẽ không đem cho chúng ta một kết quả tốt lành gì cả. dass diese sorgen vielleicht oftmals sogar am ende unbegründet waren und dass viele sorgen vielleicht gar nicht äh, das ergebnis gar nicht so war, wie du dir das gedacht hättest lo und darin sehen wir eigentlich dass sorgen eigentlich zu nie etwas gutes sind. Äh, điều đấy chứng tỏ rằng sự lo lắng của mình nó chỉ là là luống công uổng phí thôi eigentlich nó hoàn toàn ngược lại diese sorgen er thay vì sự lo lắng này nó nó sẽ đánh mất đi nó sẽ lấy mất đi sự vui mừng trên đời sống của chúng ta nimmt unsere Freude weg. Und es lässt er unsere Ängste noch mehr und mehr in unserem Leben wachsen. Und deswegen, wenn du nochmal klar darüber nachdenkst, dann haben sie eigentlich gar keinen so sinnvollen Zweck. Weil ich glaube, dass unsere Sorgen, unsere Probleme eigentlich nie richtig lösen, oder? Bởi vì khi mà chúng ta càng lo lắng thì chúng ta cũng chả giải quyết được gì cho cái sự khó khăn mình đang hiện có. Oder hattest du schon mal irgendwann Sorgen, was äh, deine Finanzen betrifft? Ví dụ như ai đã lo lắng về äh, về äh, tiền của của mình chưa? Und dass deine Sorgen dir irgendwann diese Rechnung bezahlt haben, oder? Và cái sự lo lắng này cũng chả có thể trả được cho chúng ta những cái cái khoản nợ nào đấy. Oder du hattest mal Sorgen, was deine Gesundheit betrifft. Hay là chúng ta lo lắng về sức khỏe của mình. Und dass diese eigentlich aber nicht zu der Heilung gebracht haben, oder? Oder vielleicht, wenn du dir Sorgen über deine Arbeit oder deine Klassenarbeit oder deine Klausur machst. Dann glaube ich nicht, dass deine Sorgen dazu gebracht haben, dass du die Klausur bestehst, oder? Natürlich führt es dazu, dass man sich vielleicht mehr Gedanken macht oder dann sich sagt, okay, dann muss ich vielleicht mehr lernen. có thể là sự lo lắng này thì dẫn cho chúng ta là phải suy nghĩ là chúng ta phải học nhiều hơn, chúng ta phải làm nhiều hơn. aber sie haben nicht darin geholfen, dass du es schaffst. Nhưng mà nó không có giúp cho chúng ta để chúng ta có thể vượt qua được cái chướng ngại vật đấy. Und deswegen sagt hier Jesus mehrmals, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Cho nên là Chúa Giêsu nói với chúng ta là hãy đừng đừng lo lắng. Hey, er gibt uns hier ein Versprechen. Chúa đã có những lời phán hứa cho chúng ta. Dass er unser Versorger ist. Bởi Ngài là đấng luôn chu cấp cho chúng ta. Und wir wissen von unserem Gott, dass er treu ist mà chúng ta cũng biết rằng Chúa của chúng ta là đấng thành tín. Dass das, was er sagt, dass genau das auch passiert. Chúa đã hứa điều gì thì Chúa sẽ làm điều đấy. Jesus erhält sein Wort. Bởi Chúa là đấng giữ lời hứa của Ngài. Und deswegen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng. in dieser Bibelstelle sehen wir, dass er uns auch aufzeigt, wie wir diese Sorgen besiegen können. Và kinh thánh này cũng chỉ cho chúng ta đắc thắng sự lo lắng như thế nào. Hãy lass chúng uns den Vers 26 anschauen. Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Hey, wir lesen davon: der Vater ernährt sie. chúng ta đọc là cha của chúng ta ở trên trời đã nuôi những loài chim đấy cha của chúng ta mà đã nuôi những đoàn chim thì chúa hỏi là chúng ta có äh, quý giá hơn những con chim này không đấng đã tạo nên muôn vật là cha của chúng ta mà đã để ý đến những con chim achtet er auf dich. Thì chúng ta là con của Ngài, Chúa là càng chăm sóc chúng ta hơn. Wie viel mehr versorgt er dich? Và Chúa là đấng sẽ chăm sóc và săn sóc đời sống của chúng ta còn bội phần hơn nữa. Hey, diese Vögel, sie müssen sich keine Sorgen machen. Nhưng con chim này nó cũng chả phải lo lắng. Sondern sie vertrauen darauf, dass sie, wenn sie losziehen, dass sie etwas zu essen finden. Bởi vì nó biết rằng là khi mà nó đã bay đi đến đâu thì nó sẽ tìm được mồi ở đấy. Hey, und dieses Beispiel soll uns zeigen, wie viel mehr versorgt Jesus dich. Và đó cũng chính là một ví dụ để chúng ta biết rằng Chúa là đấng luôn chăm sóc chúng ta. Hey, wir müssen uns, wenn wir Sorgen haben, uns daran erinnern, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Khi chúng ta có sự lo lắng đến thì chúng ta hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta là Cha của chúng ta là đấng đã tạo nên thế giới này. Und dieser Gott der achtet auf seine Schöpfung. Và Chúa sẽ chăm sóc những người mà Chúa đã tạo ra. Und genauso hat er dich geschaffen. Cũng như Chúa đã dựng nên mỗi đời sống của chúng ta. Und ich glaube, dass unser Leben eine eine Schöpfung Gottes ist, eine Schönheit ist, die Gott geschaffen hat. Chúa nên chúng ta là những người thật là tuyệt đẹp ở trong mắt Ngài. Hey, und er liebt dich so sehr, dass er sich um dein Leben kümmert. Và Chúa còn yêu chúng ta hơn, bởi vậy cho nên Chúa luôn săn sóc đời sống của chúng ta. Hey, dass er dich nicht allein lassen würde. Chúa không bao giờ để cho chúng ta một mình. Sondern dass er dein Versorger ist. Nhưng mà Ngài là đấng săn sóc đời sống của mình. Hey, trachtet zuerst nach dem Himmelreich

Hãy đặt sự tập trung của chúng ta vào Ngài. Und dann wird euch alles hinzugefügt werden. Đi dỗ ban chúng ta những điều chúng ta ước ao và cầu xin. Hey lessons wenn wir anfangen in unserem Leben Sorgen zu haben uns nach seinem Wort nach seinem Wort schauen. Cho nên mỗi khi chúng ta có sự lo lắng trước hết hãy tìm kiếm lời của Chúa. Dass wir ihn in seinem Wort suchen. Hãy tìm kiếm Chúa và tìm kiếm lời của Ngài. dann lesen wir von so vielen verschiedenen Versprechen, die Gott uns gegeben hat. Thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy những lời phán hứa của Chúa trên đời sống của chúng ta. Und dieser Gott ist treu. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng thành tín. Er sagt nichts, was er nicht hält. Chúa không bao giờ nói một điều gì mà Chúa không giữ lời hứa của Ngài. Sondern er hält sein Wort. Nhưng mà Chúa luôn thành tín và giữ lời hứa của Chúa. Und das ist das, wer unser Gott ist. Và đó chính là Chúa của chúng ta. Hey, in ihm ist nichts unmöglich. Und wenn er uns diese Verheißung gibt, dann dürfen wir es darauf vertrauen. Ich glaube, wir kennen die Bibelstelle, wo geschrieben steht, was Paulus geschrieben hat: denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta một tâm thần mạnh mẽ và đầy dẫy tình yêu. Und was sie verstehen dürfen ist, dass und Angst, dass sie nicht von Gott Và điều đấy cũng chứng tỏ rằng là những sự sợ hãi những sự lo lắng nó không đến từ Chúa. und wir wollen nicht hören, was nicht von Gott kommt, oder? Và chúng ta cũng không có muốn nghe những điều gì mà không đến từ Chúa phải không ạ? Nhưng mà chúng ta muốn nghe những điều gì mà Chúa phán cho chúng ta. Những điều gì Chúa hứa cho chúng ta. Und wir wissen

Nhưng sự lo lắng này sẽ làm cho chúng ta sợ hãi. Und Angst ist nicht von Gott. Nhưng mà sự sợ hãi không đến từ Chúa. Hey, aber unser Glaube an diesen Gott. Bởi vì chúng ta đặt niềm tin vào Ngài. Er Chúa là Đấng sẽ ban sự bình an cho chúng ta. Hey, Sorgen können dazu bringen, dass du dich vielleicht von Gott entfernst. Sự lo lắng nó sẽ làm cho chúng ta xa rời Chúa. ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Và cháu không biết là điều gì đã xảy ra trên đời sống của chúng ta. In meinem Leben kenne ich das, wenn ich mir Sorgen mache. Nhưng mà đời sống của cháu mỗi lúc cháu Dann ist das Erste, was ich meistens versuche, ist, dass ich aus eigener Kraft irgendwie versuche, dieses Problem zu lösen, irgendwas zu machen, damit das weggeht. Damit ich irgendwas mache, aus eigener Kraft. Hey, aber im Glauben an Gott. nhưng mà ở trong sự trong cậy Chúa. Wollen wir nicht abhängig sein von dem, was wir tun, was wir tun können, aus eigener Kraft tun können? Nhưng mà thì chúng ta không có đặt trụ trong cậy của chúng ta vào trước của mình. Sondern was die Bibelstelle uns sagen möchte. Nhưng mà đặt cậy của chúng ta vào lời của chúa ist dass wir in Abhängigkeit von Gott leben dürfen đó là chúng ta sống ở trong sức quyền năng của vollständigen vertrauen auf Gott hết lòng trông cậy nơi Ngài. und nicht aus eigener Kraft irgendwas vào, machen zu müssen của mình để giải quyết những vấn đề đấy und um zu wissen unser Gott ist in Kontrolle thì lúc đấy chúng ta biết rằng chúa có quyền ở trong mọi sự hey in Vers, ähm, 34 ở trong câu 34 Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Hey, wir Menschen, wir haben gerne die Kontrolle über das eigene Leben, oder? Ich kenne das selbst in meinem Leben. Ich will gerne alles selber kontrollieren können. đời sống của cháu cũng thế cháu cũng muốn tự quản trị đời sống của mình. Und es passt mir eigentlich gar nicht, wenn irgendwas außer dem außer meinem Plan verläuft. Và cũng không có thích rằng là cái chương trình của mình đặt ra đấy mà ai đấy khuấy vào cái chương trình đấy. Hey, aber die Realität ist meistens anders. Nhưng mà ở trong thực tế thì nó lại khác. Können wir irgendwie unsere Zukunft kontrollieren? Chúng ta có thể lo được cho cho tương lai của chúng ta không? Vielleicht schaffen wir das, das ein oder andere vielleicht irgendwie zu beeinflussen. Chúng ta có thể làm một cái điều gì đấy ở trong tương lai của mình. Oder vielleicht irgendwelche kleinen Sachen zu verändern. Hay làm, có thể thay đổi một chút xíu nào đấy. wir schaffen es niemals alles zu kontrollieren. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể quản trị được tương lai của mình. Hey, und wenn wir wissen, dass nicht alles in unserer Hand liegt. Bởi vì chúng ta biết rằng những điều đấy nó không ở trong tầm tay của chúng ta. Warum geben wir nicht dem alles, dem, der alles in seiner Hand hält? Khi chúng ta biết rằng những điều đấy nó ở trong không ở trong tầm tay của chúng ta, tại sao chúng ta không dâng hết cho Chúa? Dass wir es ihm abgeben dürfen und im Vertrauen auf ihn leben dürfen. Hãy dâng hết cho Ngài và hãy trông cậy Ngài. Ein Pastor hat mal Folgendes gesagt. Äh, bà, ja, có một một mục sư đã nói một câu. Sorgen schützen uns nicht von den morgigen Problemen. Sự lo lắng nó sẽ không có um, bảo vệ cho chúng ta ngày mai. Nehmen uns aber heute den Frieden. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hãy nhận lãnh sự bình an. Hey, dann ist es so gut zu wissen, hey, wenn du dir heute Sorgen machst über das, was passiert. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ không phải lo lắng cho những điều gì đã xảy ra. Dann schützt uns das nicht unbedingt vor dem, was morgen oder in den nächsten Tagen kommt. À, nếu ngày hôm nay chúng ta lo lắng cho ngày hôm nay thì thì chúng ta sẽ không bảo vệ được ngày mai những điều gì sẽ xảy đến trên đời sống của mình. Aber gleichzeitig fängt es auch schon heute an, dass du deinen Frieden verlierst. Và khi mà chúng ta bắt đầu ngày hôm nay đã lo lắng thì chúng ta đã mất sự bình an của ngày hôm nay. wie rồi. oft befinden wir uns in einer solchen Situation? Điều đấy nó thường hay xảy ra ở trên đời sống của mình. und ich musste mir die Frage stellen. Cháu đặt ra những câu hỏi. Dass wenn ich mir über alles in meinem Leben Sorgen mache.

Và chúng ta cũng chưa tin rằng Chúa đã hứa lời hứa của Ngài và Chúa đang còn làm thành lời hứa ấy. aber das ist ein Wort, was er uns gibt. Nhưng mà lời của Chúa Chúa đã ban cho chúng ta. Und wir dürfen verstehen, dass sein Wort die Wahrheit ist. Và chúng ta phải biết rằng lời của Chúa là lẽ thật. Und dieser Gott, er sich um dich. Và Ngài đang còn chăm sóc chúng ta. Und er ist in Kontrolle. Chúa đang còn quản trị hết những hoàn cảnh. heißt das gleichzeitig, dass wir keine harten Zeiten mehr haben? Điều đấy có nghĩa rằng là chúng ta không có những sự thử thách khó khăn xảy ra hay das sao vielleicht kein Leid mehr oder irgendwas erleben hay là chúng ta không phải chịu những sự đau đớn hay khó khăn hay sao das wird nicht so sein, oder? cái điều đấy nó không phải là như vậy hey, aber wir dürfen verstehen dass er in einer solchen Zeit mehr als genug für uns ist nhưng mà điều chúng ta phải hiểu rằng là trong những hoàn cảnh khó khăn thì chúa luôn là đấng bảo vệ chúng ta dass er trotz einer solchen Situation dein Frieden sein kann trong những hoàn cảnh đấy Chúa vẫn ban cho chúng ta sự bình an. Hey, und die Bibel schreibt davon, dass in deiner Schwäche er stark ist. Bởi lời của Chúa cũng nói rằng khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. Hey, und das hey, alles ist, was du brauchst. Bởi Ngài là tất cả những điều chúng ta cần. Hey, also wie gehen wir heute damit um? Ngày hôm nay chúng ta xử lý với những cái hoàn cảnh như, thế nào? Hey, ich möchte nicht, dass du diese Bibelstelle falsch verstehst. Chúng ta hãy đừng hiểu sai lời của Chúa ngày hôm nay. Das ist keine Einladung zur Faulheit.

Và đó cũng là điều mà ngày hôm qua Jenny cũng đã chia sẻ. Und sie hat von dem Auto gesprochen, der nicht von alleine fährt. Jenny nói là cái xe ô tô nó không có tự động nó chạy một mình. Hey, wir müssen auch schon aktiv sein. Nhưng mà mình cũng phải điều khiển nó nữa. Wir müssen auch schon vielleicht bereit sein zu fahren, loszugehen. Chúng ta cũng phải sẵn sàng ngồi lên xe và chúng ta phải lái xe nữa. Aber zu verstehen, dass er in Kontrolle ist. Nhưng mà nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa là đấng um, tể trị ở trong những cái hoàn cảnh đấy. Dass er das Lenkrad übernehmen kann oder möchte. Um zu wissen, dass er dich dorthin lenkt, wo er dich haben möchte. Und ich glaube, Festerin, das ist der beste Ort, wo du sein kannst. Und deswegen, wenn du ein Problem in deinem Leben siehst, machst du nichts oder tust du etwas dagegen. không làm gì cả hay là chúng ta sẽ làm điều gì đấy. uns auch aktiv werden in dem, was wir tun. Khi chúng ta có những sự khó khăn thì chúng ta cũng phải hoạt động. Hey, lass uns anfangen dafür zu beten. Chúng ta hãy cầu nguyện. Oder dass wir für uns beten lassen. chúng ta hãy nhờ sự cầu nguyện của anh chị em mình. Oder vielleicht hilft es auch, es mit anderen Menschen zu teilen. Hay là chia sẻ điều đấy với anh chị em mình để cùng nhau cầu nguyện. Und ich glaube daran, es ist nicht, dass wir da nicht sagen müssen, wir tun einfach nichts. Hey, und ich glaube es gibt immer so ein paar gute Beispiele, die man dann ne immer nennen kann. Hey, wenn du zum Beispiel weißt, dass äh, Social Media dich vielleicht nicht gut tut. Biết, nicht gut ist. Es dafür dazu sorgt, dass du dich vergleichst, dass du dir noch mehr Sorgen und Ängste bereitet. Hey, wenn es sich runterzieht, dann nutzt es nicht mehr so viel, oder? Thì chúng ta đừng có sử dụng nhiều mạng oder wenn du zum Beispiel Musik hörst. Hay là khi chúng ta nghe, äh, nhạc. Hey, dann kennt ihr das manchmal? Man hört so gerne solche melancholischen, emotionalen Lieder. Und dann stellst du dir am Ende die Frage: Warum werde ich plötzlich so traurig? Hey, kann das vielleicht sein, dass du nicht genau solche Lieder dann nicht, dann nicht hören solltest? thì nếu mà chúng ta nghe nó nghe những bài nhạc đấy mà buồn thì chúng ta đừng có nghe nên nghe nó làm gì. Dass du, äh, ein Lied über einen Herzschmerz an einer anderen Person hörst und plötzlich selber Herzschmerz bekommst? Có khi nào mà chúng ta nghe những cái bài hát buồn á, về về sự thất tình của người nào đấy hay sự đau đớn của người nào đấy và và làm cho chúng ta buồn không? Hey, sind das vielleicht Dinge, von denen du vielleicht ablassen kannst, die du vielleicht nicht tun solltest, nicht mehr tun solltest? Thì những cái điều đấy chúng ta không có nên nghe làm gì? Hey, oder ähm, es gibt immer so diese Beispiele mit Horrorfilmen. <laughs> Viele schauen sich das an und fragen sich dann am Ende: Warum habe ich so Angst oder warum mache ich mir auf einmal so Sorgen? <laughs> hey, kann das vielleicht sein, dass genau dadurch du deine Ängste oder die Sorgen in dein Leben einlädst? Thì đó chính là lý do mà tại sao mà chúng ta lại xem những phim đấy cho nên chúng ta mới sợ thôi. Hey, ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die man vielleicht sagt, wo man aktiv sein kann. Đó là những điều mà ví dụ nhỏ để chúng ta để ý những điều đấy. Oder wo man, womit man aufhören kann. Để chúng ta không không xem những cái điều đấy hay làm những điều đấy. Hey, was ich für mich lerne ist, ich will das tun, was ich tun kann, was in meiner Kraft ist. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể làm, đó là làm ở trong thánh ý của Chúa bằng sức của Ngài. Was ich beeinflussen kann. Những điều mà chúng ta có thể để ý và biết rằng điều đấy tốt hay không. Và das Sachen sind wofür ich mich entscheiden kann oder gegen entscheiden. Chúng ta có thể lựa chọn nó mà. Und deswegen ich will das tun was ich tun kann. Hãy làm những điều gì mà chúng ta có thể làm. Hey aber alles andere lege ich in Gottes Hand. Còn tất cả những điều khác chúng ta hãy dâng lên cho Chúa. Was nicht in meiner Hand ist. Những điều gì mà chúng ta không thể làm được chúng ta dâng cho ngài. worüber ich keine Kontrolle habe. Những điều gì mà chúng ta cũng không có thể quản lý được nó thì chúng ta hãy dâng lên cho Chúa. Möchte ich Gott geben hay dâng Ngài. Weil ich weiß, dass er mich liebt. Bởi vì mình biết rằng Chúa yêu chúng ta. Und seine Liebe ist so groß. Tình yêu của Chúa thật là lớn. Dass er nur das Beste für mich möchte. Mà Chúa thì muốn luôn những điều tốt lành cho chúng ta. er möchte, dass mir, dass ich alles in Fülle haben darf. Chúa muốn đời sống của chúng ta một đời sống được đầy sự phước hạnh. Dass wir in Abhängigkeit von ihm leben. Để chúng ta được có một đời sống nương dựa vào Chúa. Zu verstehen, dass er unsere Priorität sein sollte. Und er damit verspricht, dass er uns alles hinzufügen wird. Ich glaube, unser größtes Problem ist, dass wir Angst davor haben, irgendwas abzugeben. Genau deswegen, weil wir Angst haben, irgendwas zu verpassen.

nhưng mà đã bao nhiêu lần chúng ta có những chương trình riêng cho mình nhưng mà những điều đấy nó thường xảy ra khác với cái sự ước ao của mình hey, aber wie oft sehen wir dass wenn wir zurückblicken um, những điều đấy đã xảy ra rồi và chúng ta suy nghĩ lại besser ist als das, was du dir eigentlich vorgenommen hast oder thì geplant chúng ta biết hast. rằng những chương trình đã xảy ra cho mình và khác với ý của mình điều đấy lại tốt cho mình hơn Einfach weil Gott was Besseres mit dir vielleicht vorhat. bởi vì chúa là đấng có chương trình tốt lành hơn cho chúng ta dass er noch mehr in dir sieht. Chúa nhìn thấy những điều mà chúng ta cần. Dass er noch mehr von dir möchte oder für dich Chúa muốn làm hơn nữa cho đời sống của chúng ta. und seine Bedingung für uns ist, dass wir ihn an setzen. Nhưng một điều mà Chúa ước ao đấy là chúng ta hãy đặt Chúa làm đầu. Hey, und wenn es über dich kommt, dass du vielleicht Sorgen hast. Chúa sẽ đến đời sống của chúng ta khi chúng ta gặp sự lo lắng. wahrscheinlich passiert es sehr oft, dass Sorgen irgendwie in deinem Versuch in dein Leben zu kommen. Và Chúa muốn ở trong đời sống của mình Hey, dann vielleicht ist es ein Zeichen für dich, das Zeichen für dass du deinen Vater im Himmel brauchst. Das ist ein Zeichen, dass wir ihn noch mehr in unserem Leben brauchen. Hey, er möchte von uns, dass wir in dieser vollständigen Abhängigkeit von ihm leben und ihn an erster Stelle setzen. Hey, und weil er

Đó chính là tấm lòng của chúng cháu chuẩn bị cho kỳ trại này. Dass wir als die nächsten, die jüngeren Generation. Đó là những sứ điệp mà chúng muốn, chúng cháu muốn truyền cho uh, lớp trẻ. Dass komme was auch immer auch kommen will. Das egal was passiert. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Dass nichts und niemand uns diesen Frieden rauben kann. Nhưng mà không có một cái điều gì có thể đánh mất sự bình an của chúng Dass ta. unsere Prioritäten verrücken soll không có điều gì nó phá nó phá bỏ đi sự tập trung của chúng ta. Hey, Gott uns ein Versprechen gegeben hat. Bởi vì Ngài là Đấng đã phán hứa cho chúng ta. Und er verspricht uns das Beste. Chúa đã hứa ban cho chúng ta những điều tốt nhất. Er verspricht uns alles. Chúa đã hứa cho ban chúng ta tất cả những điều chúng ta cần. Er verspricht uns mit ihm in Ewigkeit zu leben. Chúa cũng hứa cho chúng ta một đời sống vinh cửu với Ngài. Aber angefangen auf dieser Welt. Nhưng mà điều đầu tiên là chúng ta bắt đầu từ ở dưới đất này. Hey Jesus above all. Jesus über allem. Giêsu là tất cả. Er steht über allem. là trên trên tất cả. Hey, dass wir das in unser Herz legen. Và hãy đặt điều đấy ở trong lòng của chúng ta. Und es, unser Leben wird sich komplett verändern. Để Chúa vào đời sống của chúng ta, Chúa sẽ thay đổi đời sống của chúng ta. Ich glaube unsere Entscheidung dafür. Đó chính là cái sự mà chúng ta lựa chọn ngài. Wird unser Leben verändern để ngài vào đời sống của chúng ta phải thay đổi đời sống của chúng ta. Wir durch diese Welt gehen. Và ngài là đấng sẽ hướng dẫn đời sống của chúng ta đi ở trong thế giới này. Hãy tập trung đời sống của chúng ta cho ngài. Dann wird euch alles Thì Chúa sẽ thay đổi đời sống của chúng ta và ban cho chúng ta những điều chúng ta cần. Chúng ta sẽ không thiếu thốn gì cả. Du wirst chúng ta sẽ không thiếu bất cứ điều gì. Sondern du wirst genau dort richtig sein. Nhưng mà chúng ta sẽ được đi đến một chương trình tốt lành mà Ngài đã chăm sóc Chúa muốn cho chúng ta đến đây Und du wirst das Beste in Leben. Và chúng ta sẽ có những điều tuyệt vời nhất ở trong đời sống của mình hey, Gott will dich gebrauchen. Chúa cần đời sống của chúng ta er möchte es mit dir gemeinsam. Chúa muốn săn sóc đời sống của chúng ta và ở cùng chúng ta hey, er möchte, dass du losfährst. Chúa muốn chúng ta bắt đầu Er möchte, dass du losziehst, dass du gehst, dass du aktiv wirst. Aber in Abhängigkeit von ihm. In Abhängigkeit von ihm. Die Frage ist: Vertraust du Gott? Vertraust du ihm dein Leben an? Und das wünsche ich mir von uns: Dass sie unser Leben in seine Hand legen. Hãy dâng đời sống của chúng ta cho Ngài. Wir wissen nicht, was morgen ist. Chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Aber ich möchte mich heute entscheiden. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hãy lựa chọn. Ich möchte mich heute entscheiden zu sagen, Jesus, du stehst an erster Stelle in meinem Leben. Ngày hôm nay con muốn lựa lựa chọn Chúa ơi, Chúa là trung tâm của đời sống con. Herr, ich möchte, dass du über allem stehst. Chúa là tất cả những điều con có. Über allem, was hier in der Welt passiert. Chúa là tất cả những điều mà con mà con có và những điều mà con dâng đời sống của con cho ngài. con dâng tương lai của con cho ngài. và con tin rằng Chúa sẽ làm tất cả những điều mà con tốt lành cho đời sống của con. ngài là đấng đã dựng nên con. Ngài là cha của chúng ta. Und wer weiß besser als unser Vater und Schöpfer, was gut für uns ist, oder? Và khi mà Chúa là Chúa là cha của chúng ta là đã đứng tạo dựng lên đời sống của chúng ta thì có điều gì tốt hơn cho chúng ta nữa không? Vielleicht denken wir oft, dass wir es besser wüssten. Có thể là chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết hơn mọi mọi sự. Wie oft glauben wir, dass äh, wir wüssten, was wir gerade brauchen oder was gut für uns ist? Hay chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết rằng chúng ta cần gì? er hat uns geschaffen. Nhưng mà Chúa là đấng đã dựng nên chúng ta. Und er hat alles in uns hineingelegt. Và Chúa là đấng đã làm sẵn cho chúng ta những Und chương trình. Wenn nicht er, dann? Nếu không phải là Chúa thì ai có thể giúp chúng ta? Ich mir für uns, Đó là điều cháu ước ao trong mỗi đời sống của mình. Wenn wir diese khi mà chúng ta rời khỏi kỳ trại này. Dass neu chúng ta hãy dành một sự tập trung đặc biệt. Dass wir anfangen, ihn erst Đó là sự tập trung trước hết để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. an erster Stelle in unserem Leben zu setzen. Und dann ist es ganz egal, was kommen wird, was passieren wird. Er ist ein Frieden. Er ist ein Versorger. Und dir wird nichts fehlen. Du wirst das Leben in Fülle leben dürfen. Angefangen hier auf dieser Erde. bắt đầu từ ngày hôm nay ở trong khi chúng ta trong thế gian này. Câu hỏi chúng ta có tin vào vào Chúa không? Hãy đặt đời sống của chúng ta trong cánh tay quyền năng của Ngài. zu Chúng ta hãy cầu nguyện điều này với Chúa. ich glaube daran, dass Gott sein Segen ausgießen wird über dich. Thì cháu tin rằng Chúa sẽ đổ đầy phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng ta. Und ich wünsche mir von uns, dass wenn wir diesen Ort hier verlassen, ước ao khi chúng ta rời khỏi nơi này. vielleicht gehst du dann in deine Gemeinde zurück. Mỗi những bạn thanh niên thì các bạn sẽ trở về hội thánh của mình. Dass du dort dieses Leben lebst, wo er an erster Stelle steht. Thì ngay ở đấy các bạn hãy để Chúa luôn ở trước mặt mình. du dieses Leben Vertrauen auf ihn lebst. Hãy sống một đời sống trong cậy Ngài. Und dein Leben selbst wird ein Segen sein. Và đời sống của chúng ta chính là nguồn phước cho những người xung quanh Für die um dich herum. cho những người ở xung quanh chúng ta Für deine cho hội thánh của mình và nơi nào chúng ta ở chính là nơi mà chúng ta sẽ đổ sẽ được phước và đưa phước đến cho những người xung quanh hey, lass uns das chúng ta hãy đặt điều đấy trong lòng của mình das Feuer, was vielleicht an diesen Tagen vielleicht in dir entfacht worden ist. Những uh, điều mà chúng ta ngày từ hôm qua mới được học Ngọn um, uh, lửa ở trong lòng của chúng ta Hãy đừng dập nó đi Thường là khi mà chúng ta rời khỏi kỳ trại die, die die Những ngày mà chúng ta cùng nhau Ở trong kỳ trại thì thật là tuyệt vời Und ist das Feuer in dir neu entfacht worden. Và cái sự nóng cháy đây Nó đã được nóng cháy lên Aber wie schnell passiert es, wenn wir in den Alltag zurückkehren? Uh, Dass es schnell wieder erlöschen kann, oder? Herr, aber lass uns ihn zuerst suchen. Lass uns dranbleiben. Hãy ở trong Ngài. Ihn an erster Stelle setzen. Hãy đặt là tất cả của chúng ta. Dass sie dieses Feuer aufrechterhalten in uns. Và hãy Để cho lửa của Đức Thánh Linh luôn cháy ở trong lòng mình ja, und genau dieses Feuer Tính wird, lửa này wird entfacht werden. Nó sẽ được được gây ra và được cháy lên Sự nóng cháy này sẽ được truyền ra cho những người xung quanh của Dort chúng ta wo du bist, in der uh, Bất cứ nơi nào chúng ta đến cũng như ở nơi trường học in der Uni, Ở những trường đại học oder auf der Arbeit, Hay là nơi làm việc của chúng ta in deiner Gemeinde. Hay ở trong những hội thánh mà chúng ta đến Chúa sẽ đổ đầy Phước của Chúa Trên đời sống của mình Khi chúng ta đặt Chúa Là tất cả của chúng ta Ở trong lòng của mình Cho mỗi đời sống của chúng ta Đặc biệt cho những bạn thanh niên Hãy đem những điều này Hãy đặt những điều này Trong lòng mình Ganz egal, was morgen passiert, was übermorgen passiert. Hey, sein Frieden wird voll in deinem Leben sein. Und wir dürfen einfach vertrauen. Wie ein kleines Kind, das sich keine Gedanken machen muss. Weil es weiß, dass äh, der Vater immer in der Nähe ist. Weil wir wissen, dass egal, ob das Kind gerade vielleicht kurz vorm Fallen ist, dass der Vater dich auffängt. khi mà những đứa trẻ nó ngã nó biết rằng là bố của của chúng nó sẽ nâng đỡ chúng nó lên và sẽ ôm chúng nó. müssen wir einfach genauso sein vor unserem um Gott. Thì chúng ta hay hay đặt cái tâm tình đấy để dành cho cha của chúng ta ở ở trên trời. Wissen, Chúa thức chúng ta dậy. Er, er richtet mich auch wieder auf, wenn ich mal fallen sollte. Chúa xây dựng chúng ta lên khi chúng ta ngã. Und er ist nie weit weg von mir. Và Chúa không bao giờ ở xa chúng ta. Hey, wenn wir nicht weit weg von ihm sind. Und Diese Abhängigkeit wünscht sich Gott von uns. Hey, Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns einfach nochmal persönlich zum Gebet kommen. dass uns vielleicht nochmal das, was Gott uns in den letzten Tagen, was er zu uns gesprochen hat, was er in uns unser Herz gelegt hat, dass wir es vielleicht noch mal vor ihm festmachen. Dass wir ihn noch mal einladen in uns. Dass wir, wir gemeinsame Sache mit Gott machen. Hey, und wir werden gleich noch mal in den Lobpreiszeit einsteigen. Und wenn ihr Gebet braucht, dürft ihr natürlich auch gerne nach vorne kommen und es werden Leute für euch beten. những ông bà anh chị em ước ao có sự cầu nguyện thì xin mời chúng ta cứ ra đằng trước các đầy tớ Chúa sẽ cầu nguyện cho các bạn. Ansonsten Zeit nutzen um Herz auszurichten nach Gott im Lobpreis. Và những người còn lại thì hãy mở lòng của chúng ta ra để ngợi khen tôn vinh Ngài. In anzubeten. Hãy uh, thờ lại Ngài. Für er ist. Và cho xứng đáng với danh của Ngài. Was er getan hat und was er noch tun wird. Chứng đáng cho những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta và Chúa còn làm nữa. Unser Gott hört hier nicht auf. Và Chúa là đấng sẽ dựng chúng ta lên. er möchte noch mehr für dich. Chúa sẽ làm mm. hơn nữa những điều mà Chúa sẽ làm cho đời sống của mình. Mehr als das, was du heute schon erleben darfst. Hơn nữa những điều mà chúng ta đã nhận. Mehr als du heute schon empfangen hast. Hơn nữa những điều mà ngày hôm nay chúng ta đã nhận. Unser Gott hört nicht auf. Chúa sẽ không bao giờ ngưng nghỉ. will dir das Beste geben. Nhưng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều tốt. Hey, komm zum Gebet und lass es Lobpreis eins werden.